Chào mừng các bạn đến với Tea Family và cuộc sống Alaska. Mấy bạn biết cái này là cái gì không? Yes, đó là trứng cá đó các bạn. Mà là trứng cá hồi nha. Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết dân Alaska trứng cá hồi họ làm gì. Mà coi xong clip là các bạn bị sốc liền à. Ready? Go! Ok, như các bạn mà đã biết, Alaska họ bắt cá hồi rất nhiều. Họ câu cá rồi họ đi vớt cá giống vậy nè. Vớt cá bạn quăng cái vợt chả bá lửa ra rồi bạn cá nó đâm đầu vô. Mấy bạn nào chưa coi clip vớt cá thì coi ngay góc này nha, nhấn vô đằng đó là biết liền à. Thì cá hồi bắt nhiều vậy đó thì thịt họ giữ rồi, nhưng mà còn trứng cá thì họ làm sao? Đó, quá trời cá luôn. Thì trứng cá họ dục cho chim ăn hoặc là dục thùng rác các bạn ơi. Đúng vậy, họ dục cho chim ăn hết. Mấy bạn, hả? Trời ơi, thiệt không? Đúng vậy các bạn, bắt con cá hồi lên á, người ta phi lê hai miếng hai bên, rồi sau đó đầu, đuôi, bụng, dục hết. Nó cũng chả lấy cái muỗng để mà nó cạo nạo nạo thịt nó như Việt Nam mình nữa. Cái này là hầu như các bạn, chứ không phải là tất cả mọi người, hầu như người ta dục hết nè. Thì các bạn biết không, cũng có một số ít người họ giữ lại trứng hoặc là giữ lại đầu để làm mục đích khác. Như hôm nay nè, mình giữ cái trứng của cá hồi để làm gì các bạn biết không? Mình rắc cái bột này lên nè. Trong cái bột này có hành the, có muối, có đường, có màu. Thì rắc lên cái bột, rắc lên cái trứng chứ. Thì cái trứng để khô rắc lên, ướp cho vòng một tuần. Rồi sau đó trứng này làm cái gì bạn biết không? Trứng này, bạn dùng cái trứng này sau khi một tuần ướp cái bột đó lên để bạn đi câu con cá hồi khác. Đúng vậy, bạn dùng trứng để bạn đi câu cá hồi vua hoặc là cá hồi bạc nha. Rất là nhạy. Mấy bạn hỏi, ủa, vậy còn cái món sushi trứng cá hồi thì sao? Ok, coi tiếp đi rồi mình sẽ giải thích cho các bạn biết ha. Con cá hồi nè, từ ngoài biển mới vô, cái màu đẹp không? Thì cái trứng của nó đó bạn, rất là nhỏ. Cái trứng này á, bạn mà làm là vất vả lắm, mệt lắm. Nên người ta không làm cái trứng này đâu. Thì con cá hồi từ ngoài biển vô á, nó phải bơi cỡ 100-200 cây số, bơi mất 1 tháng, 2 tháng mới tới được cái chỗ mà nó đẻ trứng. Thì khi mà tới cái chỗ đẻ trứng đó, thì cái trứng đó nó mới sẵn sàng. Chứ bây giờ ngoài biển nó còn chưa sẵn sàng đâu. Mà mấy bạn có biết, một khi con cá hồi nó chuyển sang màu đỏ như thế này nè, là nó chuẩn bị đẻ trứng nha. Mà nó đẻ trứng xong, người ta không ăn con cá hồi này, các bạn biết không? Tại vì cá hồi này thịt nó bở lắm. Bao nhiêu dưỡng chất, bao nhiêu sinh lực của nó vô trong cái trứng rồi. Nó đâu có ăn trên con đường đi đâu. Nó vô trong cái trứng rồi xong người ta lấy trứng lúc này nè, rồi sau thịt của nó người ta dùng làm cho thú nuôi ăn, giống như mèo hoặc là chó vậy đó. Mấy bạn có biết một khi nó đẻ xong là nó làm gì biết không? Nó rằng nó chết. Đúng vậy, cá hồi nó vô trong dòng sông, nó đẻ xong nó chết à. Nên ngoài biển cá tươi, thịt tươi thì không ăn được trứng, và vô trong dòng sông chuẩn bị ăn trứng đó thì lúc đó thịt của nó bở lắm, người ta không làm gì hết. Đó là lý do tại sao dân Alaska họ không ăn trứng cá hồi nha các bạn. Ok, hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ các bạn chút thông tin về trứng cá hồi thôi. Đừng quên nhấn like, subscribe and see you in Alaska. Thank you. Bye.